mà con hãy lấy mộng. Con có được cái gì của Chúa? Dạ, thưa cha, con là Maria Trịnh Thị Đông. Con ở giáo xứ Trung Hiếu, địa phận Hà Nội ạ. Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị bệnh tiểu đường nặng. Con bị lên Hà Nội là con đã mang lên, con không đi được. Con có bước 50kg mà con xuống có 44kg. Chân tay con nó bị làm sao nó teo đi. Bác sĩ bảo là bị đất gân làm sao là con không nâng cặp tóc được, mà coi như là tay con nó teo bét tí đi, còn 44 cân thôi. Thế nhưng con cứ bảo là con nên lấy con chữa, nhưng con gọi điện ở trong này, con nó bán phở ở Củ Chi. Nó gọi điện, nó bảo là mẹ ơi, mẹ vào ngay trong này đi, nếu mà mẹ lo thì Chúa phải lo cho mẹ. Mẹ cứ gánh cái bệnh đấy mãi, mẹ vào đây thì mẹ sẽ khỏi. Thế là con là ừ thì mẹ thúc. Dạ con có, thế con vào đây, con đi vào là con dự thánh lễ, dự 2-3 thánh lễ, mà thánh lễ Chúa Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội với Chúa Giêsu, thánh tâm Chúa Giêsu. Thế là con được đi 2-3 thánh lễ liền, thì là về là con cứ độ một tháng thôi là con đi khám bác sĩ ở trong này. Trước con ở ngoài Bắc cơ chả, con ở ngoài Bắc thế rồi bác sĩ con lên Hà Nội thì là bác sĩ khám, bác sĩ bảo là bà bị nặng lắm, nó giữ con ở lại tiêm. Nó bảo là con bị 16 độ rưỡi, 16 chấm rưỡi. Thế là con nó giữ con lại thì con không ở. Thế con về, con đi vào trong này thì có một tháng là con lên đây, con đi 4-5 lần lễ cha thương cầu xin Chúa ở trên này, cha mới cộng đoàn cầu nguyện cho con. Mà con về con đi khám là có 7.3 thôi. Thế nhưng bây giờ thực tế là con có 6.1 là con khỏi, mà chân tay con cạc được tóc chứ con không sử dụng được cái tay. Rồi ơn thứ hai. Vâng, ơn thứ hai là con gái con là nó đi lại, con đã đi nhận quà của Giáng sinh ở chỗ Củ Chi. Thế là hai mẹ con đương đi dưới đường thì cái xe chở rác nó tông, con gái con nó lăn ra, nó bị chấn thương sọ não. Thế còn thằng cháu con thì nó mới có 5 tuổi thôi, mà cách đấy 6-7 cây số, mà sao con chỉ nghĩ là Chúa dẫn dắt cháu con về. Người ta gọi điện cho con là gọi điện về cho nhà con là con bị như thế. Thế cả nhà con thắp nến phấn lòng thương xót, xin Chúa thương con đi làm ăn làm đất nước người. Thì là một lúc một cái là lại có người điện về là bị vào phần mềm chứ không bị vào sọ não. Thế mà thằng bé, cái cháu nó ngồi kia là nó mới có 5 tuổi thôi, mà nó dẫn được, đưa đường chỉ lối cho cái người đấy. Con đi lên đây. Nó đưa đường chỉ lối cho cái người đấy là dẫn 6-7 cây số mà dẫn được về chỗ con nó làm. Thì con đi bệnh viện ngay, còn chồng nó ở nhà, bố nó ở nhà, thế là dẫn về. Thế thì cả nhà là con cầu nguyện xong. Rồi, rồi còn ơn cuối cùng mới nhất là một Chúa thương xót. Ơn cuối cùng là con trai con là nó đi phụ xe cho người ta có một chuyến thôi, từ ngoài Bắc vào Nam. Thế là nó đi vào thì nó đi vào đúng trong Nghệ An. Nó mới xuống cái quán đấy, cái anh tài xế anh ấy bảo mày trông xe cho tao nhá, tao làm tao ngủ. Thế con bảo vâng, thì anh cho em 100, em vào quán em ăn. Thế là con ăn uống xong say, đi sang bên cái vệ đường bên kia là nằm ngủ luôn ở bên đấy. Là anh ấy gọi điện về cho con lúc 2 giờ, anh gọi điện anh về, anh bảo là cô ơi, thầy chủ nhà cô. Thì con cứ nói vâng. Thì là có nghĩa là nó sang bên đấy nó ngủ, thì là có người sang đấy đi tìm mãi không thấy, thì gọi điện về cho con. Cái người tài xế bảo là con nhà cô nó đi với tôi nhưng nó đâu rồi, bây giờ tôi phải chở hàng ở trong Nam, tôi quay ra tôi mới tìm được nó. Thế con run quá, con bảo ôi Chúa ơi, Chúa cứu con bây giờ con xa như thế, con ở ngoài con biết đâu con tìm. Thế là người ta gọi điện về, một lúc gọi điện về cho con bảo có phải gia đình này là cái số máy này là của mẹ của nạn nhân phải không. Thế con bảo vâng thôi anh ơi, anh làm ơn anh. Vì sao con nó sang bên đấy nó ngủ đi cha. Vì sao không? Không. Rồi hallelujah. Thôi.
Chúng ta thấy hồi hộp không, cuối cùng nó ngủ sẽ đâu bị sao đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là đừng có nhậu, đừng có uống vào. Vẫn là cái tội cứ để cho ma men, ma quỷ nó làm cho mình không có tỉnh táo nữa, làm cho bao nhiêu người lo lắng, làm cho cả gia đình phải lo lắng. Cuối cùng là con mình nó đâu bị sao, nó nằm, nó say, nó nằm bên gốc cây, bên kia đường nó ngủ mà tỉnh không ra. Tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Một người đau ốm bệnh tật mà hôm nay không nhấc được tay, không có cài được mái tóc, mà hôm nay đã từ ngoài Bắc vào trong tận đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây là cái quạt giáo điểm thì mình nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi mời con lên đây.